ảnh không phải do má đứt ruột sinh ra. Nhưng mà con nghĩ nếu như mà má chịu đối xử chân thành với ảnh thì nhiều khi ảnh cũng sẽ thấu tình rồi đối xử chân thành với mình đó má. Má không phải là kẻ hẹp hòi tới mức không thể chấp nhận được đứa con rơi rớt ngoài cuộc đời này của cha con. Nhưng má có linh cảm rất xấu, xấu lắm. Ủa, má nói sao? Linh cảm xấu? Con không hiểu. Con á, con học cao hiểu rộng thì con nói cho má hay đi. Giác quan thứ 6 của người đàn bà có phải là linh cảm hay không? Cái chuyện này má, má cũng là người học trường Tây, má cũng đã từng trải, thành ra má nói gì con cũng không dám cãi. Nhưng mà theo con, cái linh cảm đó phải là người nào nhạy cảm lắm thì mới cảm nhận được chứ. Má không biết mình có phải là người nhạy cảm hay không, nhưng má có linh cảm. Cái người mà con đang trìu mến gọi là anh hai đó không thể tin tưởng được. Cho dù 100% nó là con ruột của cha con, là anh trai cùng cha khác mẹ của con, thì vẫn không thể tin cậy được. Trên đời này má chỉ có một mình con, má không muốn ai hại con hết, con hiểu không? Má, bữa nay má làm sao vậy? Má nói những điều này má làm con sợ quá. Con phải hứa với má tránh xa nó, không bao giờ được đi một mình với nó. Con à, nếu con cần phải đi á, phải kêu Hồng Xuân đi cùng với con. Hứa với má đi, hứa đi con, má phải bảo vệ con. Má ơi, má ngồi xuống đi. Má, con đỡ má nằm xuống nha. Thư, đưa cái này cho bác uống đi. Má uống nước đi má. Được rồi, má không uống đâu. Má, má nghỉ ngơi đi. Đừng có suy nghĩ những lời mà người ta đơm đặt nữa mà má. Má chỉ mong cha con vui vẻ trong ngày trọng đại này. Nhưng má cũng không thể bỏ ngoài tai những lời nói của các bà được con à. Thằng nhỏ này có khi nào sao chưa từng nghe chị nhắc qua hết vậy? Thằng nhỏ nó giống anh hơn là bà chị. Tôi nghĩ nó là con riêng của ảnh á, có phải không chị? Nếu mà là con riêng của ảnh thì chị phải nhớ giữ của cho con cầm thư, chứ không thôi nó giành phần hết. Má, nếu như mà biết mấy bả nhiều chuyện như vậy thì từ đầu mình đừng mời họ. Chuyện này trước sau gì thì người đời người ta cũng biết thôi con. Má cũng đã lượng trước hết rồi, người ta dị nghị bàn ra tán vô riết rồi cũng chán. Chừng đó mình không cản họ cũng im mà con. Ngặt nổi, người đời ngộ lắm, lúc nào cũng dễ dãi với đàn ông, khắt khe với đàn bà. Má coi đó, mấy bà đó có bao giờ mỉa mai móc máy gì cha đâu, mà lúc nào cũng phăm phăm nói lời độc địa với má thôi à. Cũng tại má, má hiền quá. Công nhận, hồi trẻ bác trai phong độ và đẹp trai dữ thần ha. Không phong độ làm sao cưa đổ má mình chứ. Hồng Xuân không biết đó, hồi còn trẻ má mình là hoa khôi trường Tây lận đó.